Vâng, thưa quý vị, việc cho phép học sinh được chọn môn học ngay từ lớp 10 theo định hướng nghề nghiệp được đánh giá là một bước tiến của chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, dù triển khai sang năm thứ hai, thế nhưng việc chọn được tổ hợp môn thực sự phù hợp với năng lực và sở thích thì không dễ dàng với nhiều học sinh. Và để gỡ khó cho các em thì năm nay công tác tư vấn chọn môn được các trường triển khai cẩn trọng. Vượt qua được cánh cổng vào lớp 10, thì nay Minh Tuấn lại bước vào một cuộc cân não mới khi phải đưa ra lựa chọn tổ hợp cho mình trong suốt chặng đường cấp 3 tới. Nếu tổ hợp toán lý Anh, nó cũng gọi là phù hợp với năng lực đấy. Nhưng có môn lý thì lại hơi khó hơn so với khả năng của mình. Em thích học môn tiếng Anh, em nó đang thiếu học tiếng Anh, nhưng mà nếu mà thay học tiếng Anh thì sẽ còn nhiều môn khác khó học hơn thì điểm nó không được cao, nên là em suy nghĩ rất nhiều. Lúc là ý thích của con nó cũng có thể là cũng chưa thực sự là rõ ràng, có thể nhất thời ấy, nên là vẫn cứ phải băn khoăn, cũng phải cùng con để chọn. Năm ngoái con trai đã chọn sai, dẫn tới phải đổi tổ hợp khi hết năm lớp 10. Nên năm nay chị Hương đang phải cân nhắc rất kỹ lưỡng để cùng con gái lựa chọn tổ hợp môn chắc chắn và phù hợp. Phải rất là sát sao và suy nghĩ và cũng đưa ra những lời khuyên với con để cho con được lựa chọn đúng nhất, để không phải đến lúc này phải chọn đi chọn lại thì nó hơi vất vả cho con và cũng nằm gây khó cho nhà trường. Xuất phát từ thực tế, năm học trước, nhiều em đã chọn lại tổ hợp khi kết thúc lớp 10, gây khó cho cả học sinh và các trường. Nên năm nay, công tác tư vấn định hướng về chọn tổ hợp cũng được các trường tăng cường hơn. Thay vì yêu cầu học sinh lựa chọn luôn tổ hợp trong ngày làm hồ sơ nhập học như năm trước, thì năm nay trường Trung học Phổ thông Hoài Đức A lùi thời gian nộp phiếu chọn tổ hợp xuống một tuần để học sinh và phụ huynh có thêm thời gian để cân nhắc. Và sau đó thì chúng tôi sẽ có buổi tập huấn. Nội dung đầu tiên là sẽ giới thiệu chương trình phổ thông mới 2018, sau đó đưa ra cái định hướng lựa chọn tổ hợp cho các em học sinh. Và trên cơ sở đó thì phụ huynh có sẽ nghe thêm ý kiến tham khảo, tức là từ phía phụ huynh có cái gì chưa rõ, chúng tôi sẽ giải đáp thêm. Nhận thấy cái khó và tầm quan trọng lựa chọn tổ hợp của học sinh khi vào lớp 10, nên ngoài đẩy mạnh tư vấn, các trường cũng cho phép học sinh có thể thay đổi lựa chọn từ khi nhập học cho đến trước khi kết thúc phân lớp vào tháng 8. Nhà trường cũng sẵn sàng để các con điều chỉnh cái nguyện vọng đó, bởi vì là đến khoảng tháng 8 thì nhà trường mới sắp xếp các cái lớp vào các cái nhân sự, thì các con có thể thay đổi điều chỉnh được cái nguyện vọng của mình. Được chọn môn học là một lợi thế rất lớn của học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông mới bậc trung học phổ thông. Tuy nhiên, sự lựa chọn này lại có tính quyết định đến suốt quá trình học và định hướng ngành nghề sau này của các em, trong khi việc đổi nguyện vọng sẽ rất khó khăn. Sự suy xét cẩn trọng của học sinh, sự sát cánh của phụ huynh cùng hỗ trợ của các trường sẽ giúp các em giảm tối đa tình trạng chọn sai, phải chọn lại tổ hợp môn học lớp 10.